Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube Nam Audio 61 à, Anh em có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ với em theo điện thoại hoặc Zalo 0977 88 5088 gặp Nam Cảm ơn anh em rất là nhiều Trước mặt anh em là một cái đôi loa cực kỳ hiếm, có thể là độc bản ở Việt Nam anh em nhé Và cái đôi loa này em cũng nghĩ rằng có khả năng là sẽ không gặp lại được cái đôi loa này anh em Đây là đôi loa mid bass Cực kỳ hiếm luôn Nó là loa chung anh em nhé, nó là loa chung trầm dạng mid bass đó. cặp loa này nó tháo trong một cái thùng loa rất là nổi tiếng và rất là đắt tiền anh em nhé đây cái củ này cái củ loa này người ta gọi là củ monster nó có mã là martin m 1232 đó anh em mình tìm hiểu cái cái loa này là dân chơi audio họ gọi là monster mid thì nghĩa là nó là chứng minh tờ nó là quái vật anh em Đây là cái loa mít nó khủng khiếp nhất Từ xưa đến giờ mà em thấy Thứ nhất là cái cụ củ từ của nó anh em nhé, đây cụ củ từ của nó đây Đường kính của nó phải là 200 Đường kính 200 và cụ từ rất là dày anh em nhé Cụ từ rất là khủng khiếp luôn Cụ từ nó to hơn những cái cụ củ từ của mấy cái loa bass 40 luôn anh em nhé Mặc dù thằng này là bass 30 nhưng mà không phải là loa bass anh em nhé Đây là cụ kèn cụ kèn này nó thiết kế là cụ từ nó đây anh em cái mặt trước của nó đây anh em nhé đây cực kỳ hiếm gặp luôn anh em nhé mặt trước của nó đây Đó. mặt trước của nó thì phía đằng trước là cái mũi đạn này anh em nhé phía mũi đạn đây cái mũi đạn này loa rất đẹp Dìn tuyệt đối anh em nhé cái mấy con ốc này là chưa mở ra luôn đây là một cái củ mic mà nó cho cái giải tần cực kỳ hay là 100 hạt cho đến 1000 hạt anh em nhé. Anh em mình có thể đấu trực tiếp luôn, không qua phân tần luôn. Tại vì nó chịu được công suất cao, nó đánh được 300W thì anh em mình nếu mà mình về mình ghép với dàn của mình mình có thể là đánh trực tiếp luôn không cần qua phân tần nhé. Nó cho giải tần, nếu như mà không qua phân tần nó sẽ hát khoảng 50Hz cho cho đến khoảng 2500Hz anh em nhé. Còn đẹp nhất là anh em mình cắt phân tần cho nó cho nó hát là theo thông số của nhà sản xuất là 100 Hz cho đến 1000 Hz. Là cái giải tần tối ưu của nó thì nó cho cho cái tiếng trầm ấm vô địch, không có một cái loa mít nào có thể qua được cái loa mít này anh em nhé. Đấy là về cái phần mà cái cái thiết kế của cái cụ. Anh em nhìn thấy cái độ gấu. Nếu mà nói về trọng lượng của nó thì nó nặng hơn cái loa bát 40 anh em nhé. Nó nặng hơn cái loa bát 40. Nhưng nó dạng củ kèm chứ không phải là loa bát anh em nhé Nó không phải là loa bát hay loa mít Mà nó dạng củ kèm mít anh em nhé Đó, nó có mũi đạn này Nhưng mà cấu tạo của nó tương tự như một cái loa bát Nó thổi ra trước anh em nhé Nó qua cái khe này nhá Xương còn rất đẹp luôn Đó, côn nhện bên trong rất đẹp luôn anh em nhé Loa thì em bao cho anh em là zin chưa từng sửa chữa cho anh em nhé Củ từ đây Đẹp kính con luôn anh em nhé này em xoay vô anh em mình có thể thấy nè có góc quay được thấy có góc quay nó không thấy anh em như góc này em quay là anh em mình có thể thấy được côn nhện luôn nha cực kỳ hiếm gặp nó có mặt uh, loa uh, mã là mặt tin 132 1232 1232 anh em nhé thì cấu tạo của nó như thế này đó thì cái củ kèn của nó mặt trước cái mũi đạn của nó nằm phía trước nhá nó cho cái giải tần đó mặt sau cực kỳ nặng nha loa bát 40 không nặng bằng nó đâu anh em nhé đó xong sau đó là dây của nó đây dây ghim của nó đây anh em nhé ghim vào chạm loa này đó cái cái nắp chụp củ kèn là nó sẽ úp vô đây nắp chụp củ kèn nó sẽ úp vào đây xong sau đó nó đặt cái này lên xong nó siết vào bằng bốn ốc này đó đó siết vào bằng bốn ốc đó thì nó ra một cái củ kèn anh em nhìn cái củ kèn đây em kéo cái này vô úp tạm anh em mình xem nhé đó anh em mình có thể thấy tưởng tượng nổi cái củ cái củ mít kèn mà nó cỡ này hoặc là một cái loa mít mà nó cỡ này thì anh em mình nghĩ chưa bao giờ có một cái loa mít nó thế này cái này nó bằng một cái cấu tạo nó giống như là sốt đó, anh em nhé giống như sốt bọt biển đó mục đích của nó là cách âm cách âm tuyệt đối từ cái âm thanh của cái loa mít này nó không có ảnh hưởng ra bên ngoài đồng thời những cái âm thanh từ bên ngoài nó không có ảnh hưởng vô cái loa mít này để cho cái tiếng của nó hay nhất anh em nhé. Còn dây này thì mình nối vào vào chạm loa học qua phân tần nhé anh em. Đây là dây zin của nó luôn, Đó, dây zin của nó luôn anh em nhé. Đồng thời nó còn luôn cả cái họng của nó. Đó, bên đây thì em ghép, ghép vào luôn rồi anh em nhé. Đây, cái củ bên đây đây. Đó. Khi mình đưa vào cái họng của nó, cái họng của nó như thế này anh em. Cái này chắc anh em mình mới gặp lần đầu Em cũng mới gặp lần đầu luôn Quá hiếm luôn anh em nhé Đó cái họng của nó đây Đây là cái họng zin gỡ trong thùng nó ra anh em nhé đó. Thì mình đặt cái củ này vào đây là vừa khít cái họng này luôn Đó nó là một cái nó làm sẵn một cái hình đường tròn hình tròn vừa khít với lại cái họng này vừa vừa khít cái củ này cái củ này đặt vào đây đó thì nó sẽ thổi qua cái họng kèm này họng kèm này thì mặt ngoài nó bằng nhựa cái bên ngoài này chắc cũng bằng nhựa ở giữa là nó nó nó, nó giống như là xốp anh em nhé để nó cách âm hoàn toàn với bên ngoài luôn âm thanh nó đi từ cái họng kèn nó ra đây đó cái lỗ đó lỗ thoát âm của họng kèn còn đây là cái củ kèn anh em nhìn cái này có thể gọi nó là củ kèn củ bát đều đều được nha anh em nhé nó là loa mít khủng khiếp luôn chắc có lẽ là chỉ có một đôi duy nhất ở Việt Nam thôi anh em nhé em em cũng lên mạng em tìm hiểu về cái đôi này cái đôi này nó sản xuất tại Anh Quốc và giá nó rất là đắt hiện tại mà cái hàng đã qua sử dụng rồi bên 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 nước ngoài nó bán phải sáu bảy đô một cặp mà không có cái họng đó anh em nhé chưa bao gồm ship mà anh em nghĩ cái cặp này nó rơi khoảng em nghĩ phải ba mươi mấy ký gần 40 mươi ký đối với cặp cũ không chưa tính cái cặp họng thì tiền ship về đây nó sẽ rất cao anh em nhé anh em cân đối cái này chỉ có rã thùng thì may ra mới có hàng thôi chứ còn mà mua về không thể mua nổi anh em nhé đó cái họng của nó thì chiều ngang cái họng này nó rơi khoảng 50 anh em nhé Chiều ngang 50 cao lên nó khoảng 35 lăm anh em nhé Chiều ngang cái họng này là 50 này Cao lên nó khoảng 35 anh em nhé Khoảng khoảng anh em nhé nó có thể chênh lệch một hai phân để em ướm bằng găng tay anh em nhé Họng cũng còn khá là đẹp Cái này anh em mình về có thể sơn lại cái họng này cho nó đẹp rồi mình đặt trong phòng mình chơi để mình chuyển làm nó chuyên làm mít hoặc là anh em dựng cái dàn mà bốn đường tiếng là sẽ hay nhất anh em nhé bốn đường tiếng thì mình tìm cái mid bass mà nó hay cực kỳ khó luôn anh em lần đầu tiên em thấy một củ mid bass hoàn chỉnh như thế này anh em nhé nó chơi được giải tần từ 100 cho đến 1000 hẹt anh em nhé Đó. 100 cho đến 1000 hẹt bây giờ em câu thả một bên rồi anh em mình nghe tạm thử một bên nhé hai bên nó hát thì đều hát tốt như nhau hết anh em nhé Tại vì em gỡ một bên ra để em quay cho anh em mình biết cái cấu tạo của nó nha. Rồi em báo giá luôn. Cái cặp củ mít này giá là 9 triệu rưỡi. Không bao gồm ship anh em nhé. Bao gồm cả cái họng kèn đó luôn đó. Giá 9 triệu rưỡi là bao gồm cả củ, cả họng kèn. Nhưng không bao gồm ship. Tại vì nó rất là nặng anh em nhé. Cái này không khéo phải đóng kiện gỗ mới gửi hàng đi được anh em nhé. Tại vì cái họng này nó bằng nhựa. Nó bằng chất liệu gì nó rất là nhẹ đóng không cẩn thận là nó vỡ anh em ạ nếu mà anh em đến tận nhà lấy là chuẩn nhất anh em nhé anh em ghé em 61 núi thành phường 13 tân bình còn không thì cái này thì anh em tự chịu phí ship anh em có thể gửi tranh xe gửi bưu điện tùy anh em nhé giá là 9 triệu rưỡi cho một cái đôi loa cực kỳ hiếm em bao cho anh em là loa zin tuyệt đối chưa từng sửa chữa gì anh em nhé bây giờ em sẽ mở anh em mình nghe thử một đoạn không qua phân tần Đó. tại vì cái này nó chuyên mít nó chuyên mít nó không có tiếng chép anh em nha anh em mình nghe để mình nghe thấy tiếng mít thôi nha mình nghe thấy cái độ trầm ấm của nó thôi còn cái này mình nghe test âm thì nó em không có câu loa mít à, không có câu loa chép vào không có câu loa bass vào anh em mình chỉ nghe được tiếng mít thôi anh em nhé tại vì cái này là loa chuyên về tiếng trung là tiếng mít bass là nó 100 cho đến 1.000 hz anh em nhé nếu không qua phân tần nó sẽ hát khoảng 50 cho đến là 2.500 hz đó anh em mình nghe thử nha mãi dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng trời vào thâu Việt Nam buồn lắm em ơi mấy tim đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi ngày mình yêu anh đâu hay tình ta dán dối để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ một phút tim em hững hờ Trọn kiếp anh vương sầu nhớ loa này độ nhạy cũng rất là tốt anh em nhé ở đây em để cái volume nó khoảng 9 giờ thôi, Chờ khoảng 10 giờ thôi đó. Em để cái volume lên chút xíu khoảng 10 giờ thôi tiếng của của nó lên rất là dữ anh em nhé Cái loa độ nhạy rất tốt Đặc biệt nó là dạng loa kèm Tiếng của nó anh em thấy cái tiếng từ cổ họng của ca sĩ Xuân Hảo đi ra rất là hay nha Cái đôi này thì giá 9 triệu rưỡi cực kỳ hiếm luôn Anh em nào mà có cái ý định dựng một cái dàn loa đẳng cấp hay Ra bốn đường tiếng Có một cái loa mid bass thì liên hệ với em lấy cái đôi này về sẵn vì đôi này đôi này cực kỳ khó gặp anh em nhé Đôi này lúc mà cần tìm là tìm không ra đâu anh em nhé Một cái đôi mid bass Chắc duy nhất, duy nhất ở Việt Nam anh em nhé Giá 9 triệu rưỡi có cả họng kèn luôn Họng to khủng bố luôn Thì, uh, Chiều sâu cái họng này khoảng 50 anh em nhé Nãy em cũng quên báo cái chiều sâu nó khoảng 50 Đó, Cái họng còn khá là đẹp, còn lành lặn anh em nhé Nó chỉ có cũ theo thời gian thôi chứ còn họng còn lành lặn Không có bị bể vỡ gì anh em nhé Đó anh em mình về đi sơn lại cái họng kèn này mình đặt trong phòng trưng bày cũng rất đẹp nha Nói cái đôi họng này cũng giá trị rồi anh em Đó. Cho cái củ này vào nữa Đấy Đôi này 9 triệu rưỡi Anh em qua 61 Núi thành phường 13 chở nha Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ em Điện thoại Zalo 0977885088 gặp Nam Cảm ơn anh em rất là nhiều Em xin chào anh em